Hello, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Hòa Bình Minh, và mình là Ngô Quang. Và ngày hôm nay thì mình đang đánh giá đó là hai dòng xe tay ga dạng nhỏ tầm trung cho tất cả các bạn. Đó là dòng xe Honda Vision và dòng xe Yamaha Genus. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì hai dòng xe này sẽ đang có giá cả như thế nào, và các bạn nên mua dòng xe nào để đi chơi trong dịp 30 tháng 4 cũng như 1 tháng 5 này. Và đặc biệt hơn nữa là mình hôm nay thì mình đang có mặt tại kho xe, đó là của cửa hàng Xe Máy Hòa Bình Minh 19, tọa lạc tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Rồi, ok, vậy thì bây giờ thì hãy cùng với mình khám phá hai dòng xe này sẽ như thế nào nhé. Vâng, và nhắc đến những mẫu xe cỡ nhỏ thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được, đó là hai chiếc xe đang hiện diện nơi đây. Và ngày hôm nay thì mình đang chọn đó là dòng xe Genus phiên bản tiêu chuẩn màu đỏ, và đây là phiên bản cao cấp của Vision Honda Việt Nam nha mọi người. Bởi vì ngày hôm nay thì cửa hàng mình cũng đã bán hết dòng xe màu đỏ phiên bản tiêu chuẩn rồi, cho nên mình sẽ mượn dòng xe cao cấp. Rồi, vậy thì đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy về tương quan tổng thể bên ngoài, về cái gọi là hình ảnh đẹp mắt. Bởi vì chắc chắn là có nhiều bạn mua xe thì chúng ta sẽ quan tâm tới là cái vẻ đẹp của chiếc xe. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn thấy là Honda Vision thì vẫn có những đường viền cong, đó, những đường viền sắc đối với chiếc xe, và logo thì là logo nổi. Còn Honda Genus thì chúng ta có thể nhìn thấy là nhìn khá là hip hop, đó là khá là giống với chiếc xe BX. Nếu như các bạn có biết chiếc xe BS nha mọi người, chiếc xe BS hồi xưa cách đây khoảng chục năm về trước, cùng thời với xe Amok A-Còng á, thì là gọi là một cái hiện tượng luôn mà cực kỳ thích. Thì mình nhìn sơ qua thì mình thấy Genus cũng cực kỳ giống với chiếc xe đấy. Và chúng ta có thể nhìn thấy là hai chiếc xe thì có kích cỡ gần như là tương đương nhau. Tuy nhiên thì theo thông số kỹ thuật thì xe Honda có độ yên cao hơn chút xíu so với bản, nếu như chúng ta mua bản cá tính thì chiếc xe Honda sẽ đôn bánh lên đó là 16 inch, nó sẽ còn to hơn chiếc Genus đó. Còn lại thì hai xe cũng khá là tương đồng nhau. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới phần đầu xe. Chúng ta có thể nhìn thấy đầu xe của Honda, của Yamaha Genus thì thiết kế đèn pha cốt tách rời cũng như là đèn sương mù thì đặt ở dưới, đặt khá là thấp ở dưới và giấu ở bên trong. Đèn xi nhan cũng thế, và sử dụng bóng, đó là cả hai cũng đều sử dụng bóng halogen. Đó, mọi người có thể nhìn thấy đều sử dụng bóng halogen, và đèn xi nhan cũng sử dụng bóng halogen. Tuy nhiên thì về mặt trước thì mình có một cái quan điểm, đó là thằng chiếc xe Vision thì đèn định vị được làm khá là chi tiết và cũng khá là đẹp, cũng là đều là đèn LED nha mọi người. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy là đèn định vị của Honda Vision thì tách rời hai bóng hai bên, còn đèn của Genus thì ở giữa, đây một cái cây thẳng ở giữa. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy tương quan tổng thể hai chiếc. Chiều cao của gầm xe thì rất là nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc vấn đề này, bởi vì một chiếc xe cỡ nhỏ thì chiều cao của gầm xe cũng là một điều đáng quan tâm. Thì gầm xe chiều cao của Genus thì có phần nhỉnh hơn một chút xíu đối với dòng xe Honda Vision. Đó, mọi người nhìn thấy là khi chúng ta đi qua những cái gờ thì chúng ta cũng sẽ an tâm hơn. Ngoài ra về tổng thể bên ngoài thì chúng ta không còn gì để bàn, đúng không ạ? Vâng, và đây là hai dòng xe cỡ nhỏ, cho nên mọi người có thể nhìn thấy là có thể đây là một cái mẫu xe thích hợp cho những anh chị em nào chúng ta rơi vào tầm khoảng 1m6, chúng ta chống chân, đúng không ạ? Đó, chúng ta nhìn thấy Honda Yamaha Genus và Vision thích hợp cho những bạn nào khoảng 1m6, 1m7 ngồi lên thì khá là cũng hơi chật một chút xíu nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi tới đầu rồi, đầu mình rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới phao câu. Về phao câu thì đèn xi nhan của Honda Vision thì vẫn sử dụng bóng halogen, tuy nhiên là bóng đèn hậu và bóng đèn xi nhan sẽ dính vào nhau. Đó, chúng ta nhìn thấy ở đây tạo ra một cái liền khối và đèn soi bảng số. Còn về Yamaha Genus, mình cứ lộn Honda. Còn về Yamaha Genus thì vẫn là một thiết kế như trước đây, đó là đèn hậu sẽ khá là to và hai đèn xi nhan tách rời ở dưới.
thì tùy theo quan điểm của các bạn. Tuy nhiên thì về cái phần này thì mình cũng là khó đánh giá xem là xe nào sẽ là xe đẹp hơn ở phần đuôi, tùy mỗi người. Tuy nhiên thì quan điểm của mình thì mình sẽ không thích những cái bóng xe, những cái bóng xi nhan mà tách rời ra như thế này. Ngay cả Winner mình cũng không thích nhau mọi người. Đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục soi chi tiết nữa về những cái tiện ích. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy tiện ích đầu tiên mà có thể thấy ngay, đó là dòng xe Honda Vision thì chúng ta sẽ có một cái tiện ích, đó là một cái hộc nhỏ để chúng ta đựng đồ ở đây. Và cái hộc này thì chúng ta sẽ rất là dễ để những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là vé xe hay là khẩu trang, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi qua bên giám nớt thì chúng ta sẽ không có đựng đồ ở đây. Đây cũng là một cái điều khá là bất tiện. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với dòng xe Honda Vision thì những cái dòng cá tính trở lên thì chúng ta có cả sạc pin điện thoại. Đó, đây cũng là một cái rất là hay. Mình cũng xin nói thêm, đó là về phiên bản tiêu chuẩn của Janus thì vẫn sử dụng đó là chìa khóa cơ. Đó, quý vị có thể thấy chìa khóa cơ. Và phiên bản tiêu chuẩn của Honda cũng sẽ sử dụng chìa khóa cơ. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình đang sử dụng đó là dòng xe Honda cao cấp, cho nên đã được nâng cấp lên đó là chìa khóa thông minh Smart Key nha mọi người. Rồi, về khu vực đèn hay còn gọi là bàn thờ đó, thì Honda đã bỏ đi đó là công tắc đèn. Chúng ta có thể nhìn thấy là không còn công tắc đèn ở đây nữa. Và đặc biệt hơn nữa đó là bên Yamaha thì vẫn sử dụng công tắc tắt mở đèn. Cho nên về cái điểm này thì mình sẽ đánh giá Yamaha vẫn giữ nguyên là hay hơn nha. Bởi vì mình là một người rất là thích có cái gì có thể mình trong cái tầm kiểm soát của mình, chứ không phải như là ví dụ như bây giờ mình muốn tắt mà không tắt được thì nó sẽ rất là bất tiện, đúng không ạ? Rồi mọi người có thể nhìn sơ qua đó là về cốp xe thì đây như hồi nãy mình có nói là về phần sạc pin điện thoại thì Yamaha Honda có đây, Honda Vision có sạc pin điện thoại. Đổ xăng thì vẫn đổ xăng ở dưới cốp xe. Đó, tay thì vẫn phải cho vào đây vặn ra nha mọi người. Không có khác gì. Tuy nhiên thì cốp xe của Honda Vision sẽ rộng hơn một chút xíu so với dòng Janus. Chúng ta sẽ mở cốp Janus nhé. Rồi. Đó, sẽ mở sẽ chúng ta có thể nhìn thấy là cái chiều nông ở đây thì là thằng Janus sẽ nông hơn, còn Honda Vision sẽ sâu hơn. Đó, vì thế thì sẽ đổ để đồ được nhiều hơn. Thiết kế bên trong này thì cũng không khác nhau là mấy. Và để cho mọi người mua xe thì tất nhiên là không chỉ có những cái tiện ích vừa rồi, mà đó là về cả một cái tổng thể của chiếc xe. Vậy thì đối với Honda thì mình, hãng Hòa Minh của mình thì thực chất là đều bán xe Honda và Yamaha hết nha mọi người. Cho nên mình sẽ đánh giá ở đây là đánh giá trên tổng thể là không có bênh vực chiếc xe nào hết. Cái nào hay thì mình nói hay, cái nào dở thì mình nói dở thôi nha. Và thì như mình thấy thì về động cơ đó là xe Honda Vision thì vẫn sử dụng động cơ đó là ESP, còn đối với Yamaha Janus đó là Blue Core. Thì đối với hai động cơ này và đối với những kinh nghiệm của mình cả khi mình làm các hãng xe cả Yamaha cả Honda, thì mình thấy đối với một chiếc xe Yamaha thì luôn luôn là cái động cơ sẽ lúc nào cũng sẽ bốc hơn. Và ngày hôm nay thì Janus cũng trang bị cho mình đó là động cơ 125, còn Vision vẫn là 110 thôi. Nhưng dòng xe Yamaha, đặc biệt là tất cả các loại xe, mình cảm nhận là đều sẽ lên ga đầu cực kỳ bốc. Theo cảm nhận của mình là rất là bốc. Hồi xưa mình có chạy chiếc Novo LX thì cũng rất là bốc. Đó. Tuy nhiên cái bất tiện ở đây là khi nó bốc như vậy thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là chạy lâu nó sẽ bị rung, rung những rèn nhựa và rung đầu. Đó, hoặc là động cơ nó sẽ rất là dễ hay kêu to. Hồi xưa mình chạy Novo thì mình cũng lâu lâu đi bảo trì thì thật sự nó cũng khá là kêu, khá là to. Vậy thì Honda sẽ có cái lợi thế hơn ở đây, đó là Honda về động cơ thì chắc chắn là ga đầu không bốc. Tuy nhiên về lâu về dài thì cái động cơ của Honda mình thấy là nó sẽ bền hơn. Và có một cái rất là hay, đó là Honda dường như đánh vào tâm lý khách hàng cũng rất là tốt. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ 110 nhưng chắc chắn là các bạn sẽ không chạy ga mà cảm thấy là nó không được như 110. Không như là Yamaha, ví dụ 125 là các bạn lên các bạn thấy là bốc hẳn 125. Nhưng mà Honda sẽ, các bạn có cảm giác là nó chỉ chạy khoảng tầm 8-90 thôi. Vì thế nó đánh vào cái tâm lý của khách hàng Việt Nam, đó là cảm giác là xe Honda sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn là xe Yamaha. Tuy nhiên thì hai dòng ở đây là đều là hai dòng xe mình thấy là đi trong
đường lộ, đường thành phố thì cũng khá là thích hợp và cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đây, mình có thể ngồi sơ qua chiếc xe này. Thì khi mà mình ngồi lên mình cảm thấy là cái tầm lái cũng khá là tốt, nhưng cái yên thì hơi thấp. Yên hơi thấp nha mọi người, và cái mặt đồng hồ thì khá là cao. Thì cái cảm giác lái thì tạo ra cho mình cũng khá là tương đối là thích. Còn đối với Honda Vision, đối với Honda Vision thì cũng giống như là Genus, bởi vì đây là hai tầm bé cho nên mình thấy là cũng khá là như nhau. Ngồi lên cũng khá là thoải mái, bởi vì mình cao 1m7, mình ngồi lên chiếc xe này thì mình thấy tương đối là ok. À, và điều đặc biệt nữa mà cho các bạn có thể lựa chọn được chiếc Honda Genus hay Vision trong đợt này, thì chiếc Honda, chiếc Yamaha Genus tiêu chuẩn ở đây thì giá hiện tại bây giờ chỉ rơi vào tầm có 20 mấy triệu đồng thôi mọi người ạ. Chỉ rơi vào tầm khoảng 28 đến 30 triệu đồng nhưng mà được giảm thêm 3 triệu. Còn Vision thì giá trước giờ vẫn đang là tầm rơi vào tầm 30 mấy triệu. Đó, thì đây cũng là một trong những cái điều kiện để cho mọi người có nên mua hai dòng xe này hay không. Như mọi người có thể nhìn thấy tổng quan ở đây và những cái tiện ích của nó mang lại, thì mọi người có thể đưa ra những cái quyết định của mình. Thích chạy một chiếc xe có cảm giác là lạ hơn, bốc hơn thì mình chọn Genus. Thích một cái gì đó nó an toàn hơn, bền vững hơn thì mình sẽ chọn Honda Vision. Đấy là cái quan điểm của mình. Vâng, và một điều tiện lợi của Honda Vision nữa mình thấy đó là về cái chiều dài của yên xe. Thì các bạn có thể thấy là chiều dài yên xe của Honda Vision có một chút nhỉnh hơn. Đó, chúng ta có thể thấy là cái cảng nó sẽ được nhô ra dài hơn chút xíu, thì chúng ta chở thêm một người nữa, ví dụ như hai vợ chồng một đứa con, nó sẽ khá là tốt hơn. Đó là bên Genus. Genus thì chúng ta nhìn thấy là về cái độ rộng thì sẽ rộng hơn, nhưng mà về độ dài thì sẽ ngắn hơn một chút xíu. Đó, còn lại thì chúng ta có thể treo đồ ở hai cái móc hai bên trên. Đó, mọi người có thể thấy cực kỳ tiện lợi. Đây là hai mẫu xe cỡ nhỏ mà mình thấy rất là ưng ý để cho mọi người. Và đặc biệt thì mọi người có mua xe thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé. Quang Mô Tô sẽ luôn luôn phục vụ mọi người hết mình, 24 trên 24 luôn. Vâng, và vừa rồi thì mình đã đánh giá nhanh qua hai dòng xe Honda Vision và Yamaha Genus. Vậy thì các bạn chọn xe nào đó là tùy thuộc vào nhu cầu và túi tiền của các bạn cũng như là sở thích của các bạn. Tuy nhiên thì mình đã đưa ra những quan điểm đó là xe nào tốt, xe nào dở cũng như là vận hành như thế nào. Vâng, và thời gian qua thì cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ trang Quang Mô Tô cũng như là kênh xe máy Hòa Bình Minh. Và nếu như các bạn mua xe thì hãy comment bên dưới và các bạn hãy để lại những tin nhắn cho mình. Mình sẽ trả lời tất cả các ý kiến của các bạn. Và các bạn muốn mình quay thêm những clip nào thì các bạn hãy cứ comment cho mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Xin chúc các bạn có một ngày 30 tháng 4 cũng như 1 tháng 5 thật là ý nghĩa.